Chào tất cả các bác nhá. Nhà cửa nó rất là bừa bộn đây, anh em thể thấy. Hiện tại thì em đang đóng mấy bộ cho các bác để mà chuyển chơi cho dịp Tết này anh em nhá. Rất là bừa bộn anh em ạ, có thể thấy bẩn hết rồi. Hôm nay test cho một anh Hà nhá. Đó. Anh ở 14 Kim Nghi Hà Nội thì anh lấy cái con LT 3600 này. Mấy con vang LX6 và con BS800. Đấy một combo luôn anh em nhá. Thì đây thì em cũng 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 bóc và test luôn cho anh cái con 3600 này hiện tại là sẽ hết hàng nhá. Hiện tại đã sẽ đã tạm tạm hết hàng rồi. Đó, này cho phải ra Tết thì mới có anh em nhá. Ra Tết thì mới có, hiện tại là 3600 sẽ hết hàng anh em nhá. Đó, giá 3600 là 9 triệu rưỡi anh em nhá. Rất là nhỏ gọn, Class D 900W anh em có thể nhìn thấy 900W. Đó. Con này thật ra là em còn hai con nữa nhưng mà khách lấy hết rồi, cọc tiền rồi. Đấy anh em nhá. Và BS800 và LX6 anh em nhá. Đây là LX6 này. Đó, LX6. Đồng bộ này là em sẽ ghép cho anh màu đen. Cái con LX6 này có bản màu trắng nhưng mà với combo này thì em sẽ ghép màu đen luôn. Đó, đây là con BS800 anh em nhá. Tất cả là sẽ là mới bóc hộp luôn. Đó. Tất cả là mới bóc hộp anh em nhé, nên anh em yên tâm anh em sử dụng đi. Cái dòng này thì hầu như tỷ lệ lỗi của nó là bằng không luôn anh em nhé, tỷ lệ lỗi bằng không luôn đó. Đấy thì đây là một combo cho anh đây. Combo này thì cũng giá như em nói đấy, rất là bình thường. LX6 thì giá là 2,8 triệu và BS800 giá là 3,6 triệu anh em nhé. Đấy, em lắp pin vào đây. Đấy, để test cho anh em. Đó, đây là BS800. Dòng BS800 này là một trong những cái dòng anh em có thể chơi được ngoài trời nhá. Sự kiện chơi ngoài trời ngon lành. Vì cái chất âm của nó tiếng rất dày và sử dụng coil là coil neo. Thêm nữa là cái con BS800 này sóng của nó tốt anh em nhá. Sóng từ tầm 100m. Đó, 100m. Đó. Thoải mái luôn. Con này em đã có video tại nhà một bác khách em test hơn 100m chơi vẫn ngon. Nhưng mà phải chỗ rộng nhá, không có vật cản. Còn có vật cản hoặc là bị chỗ nào mà gần khu quân đội thì chịu luôn anh em nhá. Nhiều anh em ấy mua mic bên em ở đúng cái khu quân đội thì đúng là chịu luôn. Được tầm một chục mét là tịt. Vì khu quân đội nó có phá sóng anh em nhá. Đây cắm đôi loa gì vào. Đấu rồi, cắm gì vào cho anh em. À cắm hai đôi luôn. Cắm hai đôi luôn, một đôi gì một đôi ấy luôn. Đấy. Test luôn cho anh em. À, nói chung là ghép nối thì rất là đơn giản. Đây em cũng quay luôn cho anh em xem anh em nhé. Lấy đây hai một đôi dây, chúng ta sẽ cắm xuống từ RL, chúng ta sẽ cũng xem cắm xuống AB và link của AB em sẽ cắm lên CD anh em nhé. Link của AB sẽ cắm lên CD. Đó, sẽ cắm lên CD sẽ là được bốn loa riêng biệt anh em nhé. Ok chưa? Đó. CD sẽ được đây này, link của AB sẽ cắm lên CD thì sẽ được bốn kênh riêng biệt anh em nhé. Đó, ok chưa? Ok. Vậy là xong anh em nhé, rất là đơn giản, cắm bốn loa vào. Vậy là xong, đó. Mic thì sẽ cắm mic vào. Là xong, nhạc sẽ cắm nhạc vào. Anh có cổng quang, dây quang, em sẽ tặng anh dây quang, anh sẽ cắm optical vào đây. Anh em nhé. Đó, đây sẽ tặng anh cái dây quang này. Đó, tặng anh cái dây quang này. Đó, ok chưa? Đó, rất là ok đúng không ạ? Và rắc 6 ly. Tôi lấy cái rắc 6 ly cắm từ mic xuống. Đó, cắm từ mic xuống. Đấy, ok. Vậy xong. Anh em nhé. Tuấn test cho anh xem luôn. Đó. Cho anh em cùng trải nghiệm luôn nhé. 4 loa. 6, 7, 1, 2, 5, 6, 7, đây là chưa xét gì anh em nhé. 7, 7, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Đó, chưa xét gì. 7, 7, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7. Đó, ok cho anh em. 7, 1, 2. Con này thì có 3, 3, 3, 3, 3, sẽ chỉnh delay này. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, cho nó ngắn 4, 5, đi. Để 6, 7, 8, 9, tầm 9, bộ 48 thôi. Bảy 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 rồi hai rồi
Đấy, okay. Rất là bát mic anh nhá. Exciter để tầm 70. À, nó có các thông số đây rồi anh em nhá. Ok chưa? Đấy, đây. À, alo đi. Đây. 7 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
Đấy, chọn các chế độ này, cho các chế độ đầu vào này, AUX1, AUX2 này. Đó, AUX2 này, Bluetooth này, USB này, Optical này. Optical là cổng quang. Đó. 1 2 5 6 7 8 9. Ok. 1 2 5 6. Đây là vợt anh em nhá. Vợt đây. Đó. Vợt đây. Đó. 1 2. Đó, vợt. Đó, đây là 1 2. Đây là vợt không anh em nhá. Có nghĩa là sử dụng cái nút này này xoáy hết về bên vợt. Nó là vợt không. Rồi alo lại đi. 6 1 2 5 6 7 8 9. Rồi ok. 6. Rồi. 7. Echo không là 1 2 5 6 7 8 9. Ok chưa? Rồi ok. Xong cầm cái mic kia đi. Test luôn cái mic kia cho anh ấy. Đó, đây xem nào, vun 22. Rồi. 22 để đến 22 đến 23 nhé. 6 6 6 7 7 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 6 7. 22 là đẹp. 1 2 3 4 5 6 6 7. Ok ok. Đó, 2 mic này. Test luôn cả 2 mic luôn cho anh em. Đấy, thì với LT3006 thì đấy em quay cái cách ghép nối thì anh em cũng thể nhìn thấy rồi đúng không ạ? Rất đơn giản, chỉ 2 đường xuống này. AB xong link từ CD AB lên CD là xong anh em nhé. Cắm tất cả các tín hiệu vào và cắm mic ra mic đằng sau, con này có lỗ mic cắm đằng sau. Rất là tiện đúng không ạ? Đó, và tiếp tục là như anh em cũng có thể thấy căn chỉnh cũng rất đơn giản, em căn chỉnh sẵn rồi anh em nhé. Đó, delay này, repeat này, reverb time, đây là các thông số của nó. Đó, exciter đây. Đúng không ạ? Bass mid check của phần mic, đó, bass mid check của phần nhạc anh em nhé. Effect thì anh em cứ để tầm 45 là đẹp anh em nhé. Đó, nhạc cái gì đấy. Đó. Ok chưa? Đó. Đó, nhạc đánh tê vết anh em ạ. Đó. Đó, đánh 4 loa. Đấy, test cái này cho anh em xem này. Đó, 1 này. Đó. 2 này. Đó, ok, 3 này. Đó, 4 này. Ok chưa? Đơn giản và hay anh em nhé. Đấy thì combo này em sẽ gửi cho anh. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video anh em nhé. Combo rất là đẹp đúng không ạ? Gọn gàng và gọn gàng, dễ dàng tinh chỉnh và chất âm hay. Con mic này em chưa gắn anten đâu anh em nhé. Chưa gắn anten đâu. Đó, ok, chào tất cả anh em. Anten thì nó nằm ở đây này. Anh em về đừng quên nhé. Đó. Ok. Chào tất cả anh em nhé. Hẹn anh em những video sau. Chào tất cả anh em. Chào tất cả các bác nhé. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó. Khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký. Đăng ký kênh và ấn chuông. Chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào. Cảm ơn tất cả các bác.